Sư sẽ thấy bọn của mình sẽ từng đại bàn sạc xa tệ tôn chơi mùi nâng là ý tổng mơ nâng ông commerce và trên thứ hai nếu như nâng cộng hệ ông commerce nâng ý commerce và cao bì dân bàn sạc xa từ đây mùi cho nô nâng cả nó bọt cho mùi PHP nâng thứ này nâng cú có miền bà hán hay nâng cú nâng miền cả nè nóm cho mùi nâng mạng actual và sống tốt mà nâng này mà actual hay nâng khi mùi đại dụng pra nâng là my actual admin ba nhưng chẳng dừng mơ là khả năng ca sắc xa e-commerce mà đại dương bàn pra pra vì môn máu chẳng là khả năng ca pra e-commerce nâng vì ca pra là khả năng cứ vì miền chào ta ca pinh dùng hay nâng ca ăn vọt nâng cứ càng tài tràn trớ đó là cả smartphone, rồi có cái tablet, rồi có desktop, rồi có hybrid device xem xem. Đại dương ai spend, rồi có dương ai browse về, xem đại để thôi cả cho mỗi năm e-commerce, rồi có mobile commerce và dương ai thôi cả cho mỗi một bộ ô tô nó bán trả nữa. Chắc vì ngày này và hỗ trợ đó dương ai thôi cả nữa. Hãy cho mỗi năm cả estimate nó cứ về bài dịch rồi và vì ai bây rồi rồi là vì ảnh lớn thì vì mỗi ngày tao mỗi ngày nó cứ phải chia cho nó lâu vì phục lộn dưới nó cứ quạt para mobile nó cho hàng và cho hàng desktop cái tiền cứ nó sẽ quạt theo thà sửa càng tạm luôn sửa tục nát đấy được chỉ tablet rồi có smartphone chỉ đào nó cứ miền cả para sân tạm nên mà đấy miền tù sạp muối rồi có bị cường mà chẳng là không cả para nó cứ nè để quạt Apple rồi có cọt device rồi có cọt ai order tam smartphone nó có ai pra lên smartphone tra đôi chị app bằng app ấy chị đám đại cái develop đôi chị panda đôi chị eget rồi có vào now đại cái command này ha rồi có cái luôn online sinh sinh đại có ai pra mobile có ai order có ai tu tọt sạch prạc bà đôi tình kia mà chân luôn đại support tới lơ ca nghe năng phong đại đại thôi ao giờ ca đi chấm ra nơi không ca pra tu tọt sạch prạ ta tam bập bòn e-commerce nó cứ âm e-commerce nó âm commerce nó càng tệ nghề sụn bà đời xa tình kia tạm ó nó cứ con chào ta đó à thì việc cho ra bạch chấm bòn về chấm bạch bạch chấm bòn nó chip sẽ bằng hàng covid cả là bạn đại thôi anh quạt mình chạm bạch từ cái lại to rồi có mình chăm bạch cái thay tu to sạch prạ đòi sạch prạ to mà có ai prạ mobile được cái thay mobile commerce mà được cái mobile nó ai tu to bán này bạn nó cứ chỉ là cái nào mối nghe xua xem đẹp đó thị trường bao nhiêu và được cái thay mà show bài thay mày đã xem đẹp ở thị trường được cái mà chắc à chỉ vật cảm nó có tổ rít một cái bộ bọc gọn nó cứ tập tạm bật phẹt bụng e-commerce rồi có mobile commerce nâng thèm thiệt mà chứ nó không chỉ tụ tơ nó sọc group bình đa bật tích và chỉ trả luôn tiền Campuchia dưới để ca cầm món order chỉ phải từ mà dạng trong cõi để Covid nó cứ ca order làm dạng app và nó cứ miễn trả nền tên và đại trợ ca này được giao thang mình chả chịu cắn nó trơ ca bởi vì chả chịu cắn quá đau prà cái mobile cầm mật ngân ai và tèo là ha tèo tèo nhảy văn xâm lý bằng bẻ cứ viên tràn á và nhưng chẳng chẳng mơ ở quay tới chị y cầm mật đại phố bàn sạc xa rùi mà hói tèo cả lại đấy là cru xông lực lô đậm bay nè nòm bật hàm tiết và đại tệ tôn chú mùi năng bậc phê bậc phụ y cầm mật là lờ internet và chẳng dân miền B2C cái là business to consumer như miền B2B nó từ phục vụ business và những trái giá phục business là của cái là consumer đấy và target những tài khoản consumer là target tài khoản business tại mà đó C2C consumer to consumer dân lụa rẻ bị chăn lụa rẻ và hai mươi tiết consumer tài khoản business chẳng miền này dân vô vì chrome phone mới vô mà bỏ tao giờ đại cụ để quạt thời ca lụa rìa và thời ca quạt lụa to rìa nhất bà nó cứ dân phải xì tụ bì chẳng hạn dân vô bị cầm hôn mất bỏ tao
កតតែម្ដងបាទបើ B2B មានន័យយកពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែក្រុមហ៊ុនមួយទៀតចែកចាយចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការ social media ឬក៏គេហៅថាការប្រើកម្មង order ទំនិញហ្នឹងភាគច្រើនគេបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្រើនៅលើ e-commerce ហ្នឹងច្រើនតែក្រុមហ៊ុនក៏អាចកម្មង់ឬក៏ order ឬក៏បច្ចេកអីបន្តទៀតបានលក្ខណៈដែលយើងបានរៀបរាប់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យការធ្វើ business របស់គាត់ហ្នឹងគឺគេមានភាពជឿនលឿនហើយគប់សំបាទដែលអាចប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សហ្នឹងគឺបញ្ហាជំងឺ Covid ហ្នឹងឯងបាទដែលធ្វើឲ្យយើងកំលៀតគ្នាយើងប្រស័យតាក់ទងគ្នាដោយប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកបាទអញ្ចឹង e-commerce ហ្នឹងវាជាឧបករណ៍ឬក៏ជា device មួយឬក៏ជា software មួយបាទព្រោះវាត្រូវការទាំង software ទាំង hardware នៅកណ្ដាលមួយដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើទំនាក់ទំនងរវាងទីតាំងពីរផ្សេងគ្នាបាទដោយកាត់បន្ថយនឹងការជួបគ្នាឬក៏ការជជែកគ្នាតាមរយៈការតេញអីវ៉ាន់នៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញហ្នឹងឯងបាទនេះគឺជាគេហៅថាវិធីសាស្ត្រថ្មីឬក៏ចាស់ទេប៉ុន្តែពីមុនការតេញទៅតាមប្រព័ន្ធ e-commerce ហ្នឹងវាមានកម្រិតទាបប៉ុន្តែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺការធ្វើ business នៅលើ e-commerce គឺមានការរីកដុះដាលយ៉ាងខ្លាំងក្លាតែម្ដងបាទដោយសារបញ្ហាសង្គមនឹងឯងបាទជាពិសេសគឺបញ្ហាជំងឺ Covid ហ្នឹងបាទដែលតម្រូវឲ្យយើងត្រូវកំលៀតគ្នាបាទណាហើយយើងអាចទិញឬក៏អាចបដោះដូរ business របស់យើងនៅលើប្រព័ន្ធហ្នឹងឯងបាទទាំងជាពិសេសមានការចូលរួមពីធនាគារបាទពីធនាគារជាផ្នែកសំខាន់ពីព្រោះកាលណាយើងផ្លាស់ប្ដូរតំណែងនៅតាមប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរសាច់ប្រាក់បាទមានន័យថាយើងត្រូវការយកតំណែងនឹងទូទាត់សាច់ប្រាក់ជូនទៅដល់ដៃគូយើងវិញអញ្ចឹងគឺធនាគារហ្នឹងឯងដែលគាត់បានផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលបាទសម្រាប់ការទូទាត់សាច់ប្រាក់បាទអញ្ចឹងហើយដើម្បីអភិវឌ្ឍ e-commerce ហ្នឹងបានគឺគេត្រូវការ developer ដើម្បីទៅរៀបចំប្រព័ន្ធបាទទៅរៀបចំប្រព័ន្ធហ្នឹងដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏អាចធ្វើប្រព័ន្ធ e-commerce បានបាទនេះគឺជារបបថ្មីដែលជាគេហៅថាតាក់តែផុសតាំងថ្មីដែលអាចធ្វើឲ្យយើងអ្នកសិក្សាគឺចាប់យកអាជីពជា developer បាទដោយប្រើភាសាផ្សេងផ្សេងដែលលោកគ្រូបានលើកភាសា PHP នឹងយកមកបង្ហាញផងដែរបាទបាទហើយសាភ្ជាប់នឹង e-commerce អញ្ចឹងយើងអាចកម្មង់ឬក៏អាចទូទាត់ហ្នឹងនៅលើ e-commerce ដោយយើងប្រើប្រាស់ desktop ប៉ុន្តែនៅរយៈពេលចុងក្រោយហ្នឹងគឺដោយសារការប្រើទូរស័ព្ទហ្នឹងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងឲ្យ developer ក៏អាចកែសម្រួល layout របស់ e-commerce ហ្នឹងអាចទៅបង្ហាញឬក៏ប្រើប្រាស់នៅលើ mobile បាទនៅលើ mobile បាទនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលអាចប្រើប្រាស់នៅលើ mobile ហើយអាចរកឃើញគេហៅថាអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើ mobile គាត់កាន់តែងាយស្រួលមួយទៀតគឺគាត់មិនចាំបាច់គេហៅថាប្រើ laptop ឬក៏ desktop អីទេអញ្ចឹងក៏អាចមានតាទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងក៏អាច order តំណែងក៏អាចទូទាត់សាច់ប្រាក់ជូនដៃគូរបស់គាត់បានបាទបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវការគេហៅថា mobile commerce មួយទៀតបាទអញ្ចឹងអ្វីទៅជា mobile commerce បាទអញ្ចឹង mobile commerce ហ្នឹងគឺវាជាការលក់ឬក៏ការទិញទំនិញឬក៏សេវាកម្មតាមរយៈ wireless hand បាទ device ហ្នឹងឯងដូចជាពពុះ smartphone tablet ឬក៏ hybrid device ផ្សេងៗដែលយើងប្រើឧបករណ៍ device របស់យើងដើម្បីយើងអាចទិញអីវ៉ាន់ហើយនឹងទូទាត់សាច់ប្រាក់ឃើញណាអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចទិញបាទតាក់ទង connect ជាមួយពិភពលោកឬក៏ Wi-Fi ឬក៏តាមរយៈ internet បាទហើយយើងអាចទិញ shop អីវ៉ាន់យើងបាទយើងអាចទូទាត់សាច់ប្រាក់ដើម្បី check ទៅធនាគារថាយើងមានសាច់ប្រាក់អត់បាទហើយយើងអាចផ្លាស់ប្ដូររវាងលក់ហើយនឹងទិញបានឃើញទេបាទបន្ទាប់មកយើងគេនឹងផ្ញើ shipping ហ្នឹងទៅកាន់ម្ចាស់ដែលទិញដោយសារប្រដាប់ហ្នឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងវាជារបបកម្រើនថ្មីចុងក្រោយដែលមានការរីកចម្រើនយ៉ាងលឿនបាទក្នុងរយៈពេលដែលយើងប្រើ e-commerce បាទដោយសារនៅក្នុងហ្នឹងវាមានប្រព័ន្ធគូផ្សំដែលយើងបកប្រែពី e-commerce បាទមក e-commerce មកប្រើប្រាស់នៅលើ device របស់ smartphone ឬក៏
tablet ឬក៏គេហៅថា hybrid device ផ្សេងៗនឹងបានហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏វាមានកកើត app បាទ app គេហៅថា app សម្រាប់ developer សម្រាប់ពពួក Android ឬក៏ iOS ឬ correct បាទដែល Facebook ក៏បង្កើតមកហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យយើងអាចប្រើអញ្ចឹងពីរបៀបនៃការយើងធ្វើគឺយើងអាចប្រើភាសា PHP ដើម្បីអាច run នៅលើ mobile phone ក៏បានអាច run នៅលើ e-commerce ក៏បាននេះគឺជាផ្នែកកំណត់ថ្មីដែលយើងអាចកែសម្រួលបានមានន័យថាយើង develop តែមួយទេប៉ុន្តែវាអាចអភិវឌ្ឍវាអាចដំណើរការនៅលើ e-commerce ឬក៏អាចដំណើរការយ៉ាងនៅលើ mobile commerce បាទនេះគឺជាលក្ខណៈថ្មីដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់អតិជនរបស់យើងគឺកាន់តែមានភាពសម្បូរបែបបាទប៉ុន្តែក៏ត្រូវការអ្នកដែលគាត់ develop ទៅលើកាពពុះ mobile commerce ហ្នឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកសិក្សាហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវចូលដឹងពីប្រតិបត្តិការបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនិងការសប្តាហ៍ថ្ងៃដែល m commerce ហ្នឹងក៏កើតឡើងមកហើយយើងអាចយកទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងភាសាពីមុនដែលយើងប្រាប់ជាមួយ e-commerce បាទបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុង key ផ្សេងគ្នារវាង e-commerce ហើយនឹង m commerce ទីមួយគឺ business environment បាទ business environment បើសិនជា e-commerce យើងត្រូវការ support ឲ្យគេថាសំណុំ business environment ប៉ុន្តែអានេះថាអត់ជាសំណុំរោងទេសំណុំរោងមានន័យថាអាចប្រើនៅកន្លែងណាវាងាយស្រួលប្រើដោយសារ device អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹង device ដែលប្រើពពួក e-commerce វាមានដូចជា desktop ឬក៏ laptop ប៉ុន្តែដល់ពេលពួក mobile mobile ឃើញវាប្រើដូចជា smartphone ឬក៏ជា iPad ឬក៏ tablet ឬក៏ hybrid device តូចតូចដែលយើងអាចកាន់តាមដៃបានណាអាចកាន់តាមខ្លួនបានទេណា device តូចតូចទេឃើញទេបាទតែដល់ពេលពពួក e-commerce វិញគឺអាចប្រើបានតែលើ desktop ឬក៏ laptop អានោះវាស្រួលដែរធំបាទហើយតែបើយើងទិញប្រើ mobile វិញគឺដូចជាពពួក smartphone ដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹង Samsung iPhone អីបាទ Huawei ឬក៏អីទូរស័ព្ទដៃបាទនិយាយរួមទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងបាទចុះដល់ payment method បាទ payment method វាយើងអាចប្រើ credit ឬក៏ debit card ដែលរបស់ធនាគារឬក៏កម្ពុជាផ្សេងផ្សេងហើយយើងអាចប្រើ e-commerce ហ្នឹងគឺដូចជាពពួក digital ឬក៏ mobile អីនៅក្នុងគេថា payment approach បានអញ្ចឹងណាអូនអាចប្រើបានអត់បញ្ហាដល់ technology យើងអាចប្រើពពួក e-commerce យើងអាចប្រើ web technology ដូចជា PHP HTML បាទហើយ mobile គឺ responsive website ណាអញ្ចឹងបើយើងបកមក mobile យើងអាចប្រើ responsive ហ្នឹងទៅវានឹងដើរបានតែម្ដងបាទដំណើរការបានតែទៅពពួក mobile គឺយើងអាចប្រើ mobile application develop បាទដូចជាពួក Android ពួក iOS Windows phone crop ឬក៏ cross platform មានន័យថាវាអាចដំណើរការពី platform mobile device មួយទៅកាន់ device មួយទៀតអាហ្នឹងវាបើសិនជាយើងប្រើនៅលើ mobile ហ្នឹងគឺវាត្រូវការចាំថាចំណាយច្រើនបាទព្រោះត្រូវការ develop នៅលើ Android ផង iOS ផង Windows ផងអញ្ចឹងវាអាចប្រើ cross platform វាអាចចំណេញដោយសារ develop មួយទៅវាអាចដំណើរការលើ Android ក៏បាន iOS ឬក៏ Windows ក៏បានបាទហើយបើសិនជាយើងប្រើជាមួយនឹងពពួក e-commerce នេះបងអូនអាចប្រើ responsive ដែលយើងរៀន PHP HTML ហ្នឹង responsive យកមកដាក់នៅលើ mobile បាទនៅលើ mobile ណាបាទអញ្ចឹងបើកនៅលើ desktop វានឹងបើករបៀប desktop ឲ្យបើកនៅលើគេហៅថា Windows phone smartphone វាបែបបើកបែប Windows smartphone ទៅបាទហ្នឹងគឺបងអូនអាចដឹងណា responsive គឺយើងអាចប្រើ style sheet ឬក៏ប្រើរបៀបនៃការបើកផ្សេងផ្សេងណាបាទបានអញ្ចឹងយើងមើលនៃការប្រើ state affair ដែលយើងប្រាក់ e-commerce ហ្នឹងគឺ grow 13%បាទតាំងពីយើងទៅ2013ដល់16ហ្នឹងគឺវា grow បាទប៉ុន្តែបើយើងប្រើ mobile គឺកើនខ្លាំងណាវារហូតដល់42%បាទជាកំណើនដ៏ខ្លាំងអញ្ចឹងហើយដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទៀត2021ដែលយើងប្រើដោយតកតងជាមួយនឹង COVID នេះទៀតគឺកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង 100% សឹងតែ 100% ដែលគាត់ប្រើដើម្បី order ទំនិញទៅតាមប្រព័ន្ធ online បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដឹងថាកាលណាកំណើនច្រើនអញ្ចឹងគេត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសច្រើនបាទអ្នកដែលអភិវឌ្ឍបាទដើម្បីប្រើប្រាស់នឹងច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើថាត
តើយើងគិតមើលថាអាចប្រមាណទៅប្រមាណបាទដើម្បីយើងអាចទូទាត់សាច់ប្រាក់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេបានណានេះគឺជារបបកម្រិតថ្មីដែលបងប្អូនអាចប្រើដើម្បីអភិវឌ្ឍថាគេហៅថា technology ហ្នឹងដើម្បីទទួលយកទីផ្សារត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលយកទីផ្សារដែលយើងបានឃើញបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា COVID នេះគឺមនុស្សជាច្រើនគេច្រើនតែទិញអីវ៉ាន់ឬក៏ទិញទំនិញណាតាមប្រព័ន្ធ e-commerce ឬក៏ជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធm-commerce បាទអញ្ចឹងយើងមើលសំបីតែយើងហៅ WhatsApp ហៅអូសំទោសហៅ TikTok ឬក៏ហៅអីគឺយើងអាចប្រើ m-commerce ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការបានដែរយើងបង្កើត app បង្កើតអីឃើញណាបាទដើម្បីកាត់បន្ថយនឹងការយើងដើររងចាំឬក៏យើងហៅស្វែងរកមធ្យោបាយធ្វើដំណើរអីនឹងជាដើមបាទគឺមិនក៏សម្បត្តិធ្វើដំណើរឡានក្រុងឬក៏យើងអាចផ្ញើអីបានបាទគឺយើងអាចប្រើបាទមកដល់ពពួក e-commerce ឬក៏ m-commerce បាទដែលវាជាគេថា popular ពេលយកពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទបាទអញ្ចឹងយើងមើល mobile commerce ដែលវាគេហៅថា reason ដែលយើង repeat the grow បាទអញ្ចឹងវាមានគេហៅថា read មូលហេតុនេះខ្លះបាទតែបញ្ហាដូចជា smartphone បាទ smartphone បាទដូចជាការ increase accessibility បាទការប្រើ smartphone ហ្នឹង protect គេហៅថា tension ឬក៏យើងអាច increase accessibility មានន័យថាលទ្ធភាពវាការ access ការដំណើរការវាគឺកាន់តែបកកើតបាទណាបាទហើយមួយទៀត shopping app បាទអញ្ចឹង shopping app គឺកាន់តែផ្ដល់ច្រើនបាទផ្ដល់តម្លៃគេហៅថាមានច្រើនណា shopping គឺយើងអាចចូលទៅក្នុង download shopping app មួយមួយមកយើងអាច check មើលដូចជាប្រើអាកំងអាហារអាចតែញ៉ាំវ៉ាន់អាចហៅមធ្យោបាយធ្វើដំណើរអីជាដើមបាទច្រើនមែនតើបាទ digital wallet បាទអញ្ចឹងយើងប្រើរបៀបប្រព័ន្ធ digital ប្រើអីហ្នឹងតើវាមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចបាទដើម្បីអាចឲ្យយើងធ្វើការជាមួយពពួកហ្នឹងបានបាទមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងជា increase mobile app spending បាទអញ្ចឹងវាក៏កិច្ចការកម្មចំណាយនៃការប្រើ spend ទៅលើពពុះ mobile app ហ្នឹងច្រើនបាទឃើញដែរយើងតែការធម្មតាកាលណាប្រើវាតែងតែមានចាចំណាយបាទច្រើនណាបាទមួយទៀតតទៅ mobile app offer បាទ mobile app offer ហ្នឹងក៏ផ្ដល់ច្រើនដែរការ geo locate បាទ track target selling បាទអញ្ចឹងកំណត់នៃការ target លក់ទីតាំងលក់អីយើងអាចកំណត់អីបានទាំងអស់ណាបាទស្រួល instant price check បាទយើងអាចកំណត់តម្លៃដាក់តាំងតម្លៃអីត្រឹមត្រូវបាននៅលើប្រព័ន្ធ app របស់យើងហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានទាំងអស់បាទនេះគឺជាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទណាបាទមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការ e-commerce overtake ពីនឹងជាមួយនឹង m-commerce ជាមួយ 40% នៃការប្រើ mobile ហ្នឹងណាបាទតាំង2010មកគេ research ណា researcher គេ download អា shopping app ហ្នឹងបាទក្នុង mobile មួយគឺ shopper ហ្នឹងគឺអាច download ទិញផុត shopping app មួយបាទហើយ customer ហ្នឹងក៏អាចប្រើ device ផ្សេងផ្សេងឬក៏ QR read អា increase នៃអាហ្នឹងតាំងឆ្នាំ2010មកគឺវាកើនខ្លាំងដល់938%បាទយើងវាកើនខ្លាំងមែនតើតាំងពី2010មកណាបាទដោយសារប៉ាត់ប្រើ mobile នោះវាមានគេស្រួលបាទ device ទាំងនោះស្រួលមែនតើបាទក៏កាន់តាមគាត់នៅណាក៏អាច check មើលបានអានេះគេដល់លក្ខណៈងាយស្រួលដល់អតិថិជន atless one hands of customer បាទដែលគាត់គេថា switch ពី mobile app សម្រាប់ discount កំពុងឬក៏ offer បាទអ្នកខ្លះគាត់ប្រើ mobile app នោះមានការលើកទឹកចិត្តច្រើនបាទអញ្ចឹងភាគច្រើនអញ្ចឹងហើយបានគាត់ប្រើពពួកនឹងច្រើនជាបាទដោយសារការលើកទឹកចិត្តការផ្ដល់ភាពងាយស្រួលបាទដល់គាត់ហើយបានគេចាប់ផ្ដើមអាហ្នឹងវាឡើងខ្លាំងបាទហើយបន្តមកអា instant price check ហ្នឹងគឺវាអាចនៅលើ multi online
store nó cứ mobile shopping nó cứ những bạn đó bạn chẳng miền này tha mobile nó cứ bị possible nghĩ là some sub plan e-commerce bạn chẳng bị e-commerce nó bị âm commerce nó cái mobile commerce nó cứ bị là khăn bạn để chui từ đó là cái này nghe xuống sẽ hấp dẫn đó để chọn đó là càng nghe Rosie nó quạt căn đề lúc đặt chương muốn và căn đề miền customer chọn chương một và ấy ai bạn lương tiền mà lương tiền mà bạn chẳng những mơ influ mobile commerce rồi có customer resistant behavior chẳng là store customer vẫn cứ ai chạy tôn chỉ muốn bị web nơi vì cái thao web vì mobile thì vài bọc gọn nó cần phải dùng cái phong cái offline store bàn đấy customer nó cứ cần phải làm web nó bàn tiền và cái nghề giống á và bắt đầu nó cứ store nó cứ locator nó cứ nó không mobile app bọc gọn nó trở bàn profile như rồi cả tin tăng store nó cứ khơi nghề ấy và hay đồng bay bình luận mơ à và đặt bọc gọn và nhá vision industry club high has share mobile customer và chứ mình đây thế chứ ai share bỏ tầm bỏ dương nắng từ lời mobile customer những bạn đường và những ai share và đặt những bạn đặt những số hay và đặt cái ta alternative được gọi complete được lock product search online và chứ những ai search đồng bay tên người bạn là online nó đơn giản và những people bạn để ôn còn đặt chuẩn, đó, click và bao tầng ọt mà chân ấy và chính cứ là cái này nó để tập đoàn lâu dừng và trả ấn và hơi dừng ai pra app mobile cứ pra mới scan rồi còn mơ user view rồi gọi là cái rating rating online này vẫn đặt tại cái tình lờ mobile nó chú bàn và ta mùi ná lụ bàn trả ấn vì ai ví dụ tiết á và mở số là tầm này ngay cái chỗ tình tràn ấy vì mở bàn thường đặt ở và hãy shopper nó có ai pra mobile device nó đầm bay search vẫn đang được cả tầm này nó bay không mà sắp đa nhưng ai search bán và search và xuống được tệ chẳng thấy bạn phát đo lại cái này nó ngay đài ở tỉnh chuẩn pra mobile của mở tràn xong đẹp chưa ăn trên e-commerce e-commerce lưu tra tại quạt thần ca laptop rồi gọi desktop ấy là mấy bạn ta hết là mấy đấy còn căn ta tu sát mobile mua đây đấy còn căn ta mobile mua tới khi ta sai cho ở bên đây của bạn thế đấy và chân thấy bạn nghe nghe kia đó là cái nghe số xem được ok chứng dân bạn đăng tùy là việc để cả compare hãy lấy là cru nâng nàng nôm vì là việc này cả pra mà actual và time tiết đó nè để có pra pra ngày muốn là cru bạn nàng nôm vì là việc xe program vì xe chứ mùi nâng skip connection và chứng ngày nay là cru nâng phải hai nhóm vì cả sẽ pra pra mà actual admin và tầm bây giờ cả pra nâng là bỏ ở cả nhà và cả đây tập bài và cả đây bạn nhé và ok bạn chứ ôn a giờ cho mà bài web server và web server mà nè PHP mà admin nhé ôn a bài viết bạn chứng ôn ai chờ bạc cạp đây tập bạc và bạc cạp đây tập bạc nắng chứng là cái nào bao viết nghe xu thế phun ai chờ kêu ta bạc cạp đây tập bạc muối đại dương ai cầm nạp mua rồi dương ai chờ bà thạch ca chuẩn bị năm bò 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 dương bà bò bò dương bà
បាទដល់នេះចឹងបងប្អូនអាចយក tab database ហើយបងប្អូនអាចវាយឈ្មោះបាទវាយឈ្មោះបាទវាយឈ្មោះហ្នឹងណាបាទហើយនេះជា category ប្រភេទ database ដែលយើងប្រើ code គេថា unicode បានចឹងបាទអញ្ចឹងយើងបន្តមកបងប្អូនអាចវាយឈ្មោះ DB test អីចឹងជាដើមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចគ្រានេះគឺឈ្មោះ database ដែលយើងមានស្រាប់នេះថ្ងៃមុនយើងបានបង្កើតជាមួយការ set code my DB អីចឹងទៅបាទណាអញ្ចឹងយើងអាចចុច create ទៅហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់លុបអីបងប្អូនអាចបាទឬក៏បងប្អូនត្រូវការលុបបងប្អូនអាចនេះចុច drop បាទហើយ tick database យើងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាមានអានឲ្យយើង tick ព្រោះវាប្រើជាលក្ខណៈ web ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុច create វាទៅបាទចុច create វាមកអញ្ចឹងមាននឹងនេះ create database មួយ db test ឲ្យយើងអញ្ចឹងបងប្អូនអាច select លើ db test បាទ select លើ db test ហ្នឃ្នឹងវានឹងឲ្យយើង create table បានឃើញងាយងាយងាយបាទតែយើងប្រើហ្នឹងបាទមានគ្រូ select ហ្នឹងគឺយើងប្រើ select db query របស់យើងបាទហើយយើង create table ទៅបាទហើយអញ្ចឹង table យើងឧទាហរណ៍មានឈ្មោះអីបាទចំនួន field ប្រមាណបាទនេះអញ្ចឹងវានៅមុខនេះគ្រូចូលមកសិនយ៉ាកន្លែងនេះឃើញអញ្ចឹងគ្រូមាន table person person មួយអញ្ចឹងលោកគ្រូមាន2 column ចុះឧទាហរណ៍របស់3ហ្នឹងបាទ3ហ្នឹងមកបាទបាទនេះវាឲ្យយើងបកកើតឃើញបាទនេះអញ្ចឹងគាត់ដាក់អីយើងអាចដាក់ឈ្មោះបាទឈ្មោះ database របស់យើងទៅវា refresh បាទ person មានណាអូខេ person បាទគាត់ដាក់3ណានេះណាវាស្រួលណាគាត់ដាក់ចេះវាស្រួលកន្លងតិចបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចមើលថា person យើងកន្លងទី1ឈ្មោះ PID បាទ PID ប្រភេទជា in អូខេយើងយក default វាអូខេអត់មានអីទេយើងវា nan បាទនេះយើង tick nan ឬក៏យ៉ាងម៉េចជា auto increase បាទជា auto increase ឬក៏វាអាចជា nan បានទេត្រូវតែមានព័ត៌មានអញ្ចឹងទៅបាទណាបាទអញ្ចឹងបន្តពីនឹងហើយកលំទី2កលំទី2លោកគ្រូដាក់អីគេ name ដាក់ name នោះប្រភេទជាបាទឆាតំហំវា50តួអក្សរទៅបាទហើយ before វាអាច nan អីចឹងទៅបាទវាអាច nan ណាឈ្មោះអីចឹងទៅបាទហើយ gen 6បាទ6បាទ n ឆាបាទចឹងវា10តួអក្សរហើយវាអាច nan អីចឹងទៅបាទហើយយើងចុច go មកបាទអស់ហើយនេះ go បាទនឹងក៏ save ឲ្យក៏បានដែរinvalid អីโอเคบ่าจึงครูอาจมันก็อดโอเคสมดอกติ
ân và chà. Bà ok những viết ban cả là mùi bạn cả là mùi mà các bạn thấy bòn mùi thế bà nên cứ làm việc này cả riêng chọn của mình để việc hàng như thế nhưng mình bày lắm thế để nhập cả mà bà ôn ai đi ai lạp đồ mà nhé ai lạp đồ bán nhưng ai lốp bà trọc viết rồi dừng anh thức ca thức ca nè cũng nói anh prime lịch khi đã ở viết rồi dừng anh đọc em xem đã ở viết và từ như xưa và mình bằng tên đấy và chúng prime lịch khi những lượng anh đi cái lòng anh đi người việt đẹp được gần những trọng cái được gần lục trên bàn đấy và nó cứ là cái này như thế nào trong ca ở dừng thôi ca cho mọi người thấy nếu miên ca sẽ code mà ca sẽ code dùng ai sẽ query tại mới cần làm nè thì bộ nè và rất có những ai chỗ và phải chỗ phổ biến này và chọn chỗ phổ biến chỗ ấy đã ao ít bạn nhé mình tiếp những chọn export tất cả Excel và đấy rồi có những import từ nào mà với thì ở thì ấy mà và ấy những cái thôi chúng mình operation để tận dụng chúng mình operation và nó có thông đáng về sự nghiệp dân thực cá và thực cá chung mùi nó bỏ bỏ bạn nhé và những ai query những ai pra ấy trả và nó không về về ai đó là cái này mùi bạc bạc chung mùi nó cảm thấy xứng xỉnh đây pra chung mùi bộ thì mày là sọ actual server và đại bộ lọc pra và nếu cứ update các bạn chờ đấy đại diện mình là các bạn xuống thì cài phone và bạn chẳng nhé và ok chẳng nhưng ai prà tập học này bán và thì cô rất cảm tha phụ giúp ai prà phone mình tập học nâng tập bay thôi cá chưa mua năng e-commerce rồi có mobile tập bay bán đại phone ai prà pay response xíu bỏ CS tập bay response vì e-commerce tới mobile tập bay bán và ok chân ở con trán để bàn tạm đá hay sản phẩm thả bộ phốn ạc thật ca đầu tư này bạn nhé.